Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại chợ phiên Nà Mừa. Tiếng Tây Nùng ở đây còn gọi là chợ Háng Khuôn các bạn ạ, thuộc xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng. Chợ này thường diễn ra vào những ngày có đuôi 2 và đuôi 7 âm lịch hàng tháng. Lần đầu tiên Thành đến chơi chợ phiên nơi đây nên rất là háo hức, mong muốn đi vào bên trong chợ xem chợ phiên ở đây có bán những cái sản vật nông sản gì nhiều để mà chia sẻ với các bạn. Đó. Vì mục đích của Thành là hay đi khám phá các vùng miền của tỉnh Cao Bằng cũng như là các tỉnh khác, một số tỉnh khác để mà chia sẻ với các bạn. Đó. Mà chủ yếu là chia sẻ về những cái nông sản sản vật đặc trưng của địa phương mỗi vùng miền thôi. Đấy. Đây. Ở đây có hai cái đình chợ rất là to. Đấy. Cái đình chợ này để trống không. Đấy, không thấy hàng hóa gì cả. Khá là vắng. Tuy nhiên cái đình chợ phía dưới khá là đông này. Đấy, xe máy thì để hai bên lề đường. Đấy, cái bãi bên trong này rất là nhiều xe. Đấy, ngay bây giờ Thành sẽ đi vào bên trong khám phá chợ phiên nơi đây các bạn nhá. Các bạn hãy theo chân Thành nha. Đi thôi. Đây. Ở đây bán rất là nhiều mì tôm các bạn ạ. Đây. Đây, rất là nhiều mì tôm luôn. Đây. Toàn đồ khô rất là nhiều. Đây, này. Đây là con đường đi vào bản làng, vào bên trong khu vực khác. Đấy. Bên tay trái là những ngôi nhà đang bán phở. Đó. Đi vào khu vực này trước các bạn nhé. Đó. Đó. Trước mặt Thành là khu vực bán hải sản rồi. Có cá này, có thịt gà, vịt gì đấy. Mỡ này. Cô cho xin phép quay một chút, quay lướt lướt qua thôi. Đi chợ chợ mà chia sẻ với mọi bà con Việt Kiều mình ở khắp nơi biết về Việt Nam mình nhiều hơn, về Cao Bằng mình. Vâng. Dạ. Đó. Em quay chợ ra anh ạ. Em không quay gian hàng của anh đâu mà. Chúc anh đắt hàng. Đấy. Em đi chơi chợ rồi. Mình đường chính chính nên lo gì chứ, đúng không? Đó đây, những cái gian hàng bán thịt lợn này các bạn ơi. Đấy. Những mặt hàng đồ phúc sen thì họ không cho quay. Đấy. Thành nhà chỉ quay những mặt hàng khác thôi. Mình phải chấp hành yêu cầu của họ thôi. Đó. Đó, thịt lợn. Thịt lợn Trưng Lương các bạn ạ. Rất là ngon đấy. Đây. Các anh thanh niên đang bán thịt ở đây. Rất là tươi ngon các bạn ạ. Đấy, rất là tươi luôn. Thịt lợn khá là nhiều. Ôi đấy, tiếng Nùng với tiếng Tây rồi anh. À đấy, Nùng phải không? Nghe giọng tiếng Nùng lắm, như rất là giọng tiếng Nùng. À. À. Loại ngon nhất là bao tiền hả chú? Bao tiền một cân hả chú? 101. À, 101 ạ. À, tầm 101 một cân thôi. Đây không có lần đen nhỉ, lần trắng. Con lần này nhìn thịt ngon này, tươi ngon. Dạ, dạ con này nhìn tươi ngon. Đấy, nói tiếng Nùng với nhau đi phải. Ở đây có người Tài, người Nùng cả hết phải. Đây gọi là khu vực trung tâm của chợ rồi. Bán rất là nhiều đồ luôn. Đó. Xem gian hàng bên nào. Cháu cho chú chúc chú đặt hàng nhé. Chú cho phép cháu quay thịt lợn một chút nhá. Quay làm kỷ niệm mà, làm YouTube vui vui thôi. Ủng hộ 1-2 cân được. Miếng mỡ à các bạn ơi. Không tên trọng.
Đấy. Rồi tiếp tục đi khám phá khu vực khác. Đấy. Chủ yếu là người Tài Nùng. Nếu mà quay phải lên dạ tí em ủng hộ. Đây miếng sườn này rất là ấy nhỉ. Giờ chất này chắc là ít tăng trọng chắc ngon. Tí em ủng hộ, em đi vòng vòng đã. Tí em sẽ ủng hộ miếng này để cho em đi quay lại thật đấy chứ. Vâng, em đi dạo một tí nào xem ở đây có gì nhiều. Đây cũng toàn thịt lợn thôi. Đi ở bên trong chợ các bạn ạ. Đây. Thịt lợn thôi. Đây những quán thạch, quán chè các bạn ạ. Quán thạch kìa kìa. Quán chè này là nhiều. Nhưng họ bật nhạc to quá, mình không qua đường này được. Đi vào sang đường bên kia thôi. Đấy. Tí em quay lại lấy ủng hộ anh, yên tâm. Em đi dạo bên này một tí nào. Đó. Bán quần áo rồi các bạn ạ. Đây. Phía đằng sau này là những cái quán phở. Rất là nhiều xe máy các bạn nhá. Đây. Đỉnh chợ bên trong bán nhiều thịt lợn này. Xong có rất là nhiều quán chè, quán thạch. Đó. Đây. Những quán phở các bạn ơi. Quán phở ở đây cũng khá là đặc biệt, được dựng lên từ những cái gọi là những cái cột gỗ này. Đó, như kiểu như là những chiếc liều ấy, chiếc liều ấy. Đây. Gọi là đơn giản đây, đơn sơ, mộc mạc. Đó. Đây. Cô chú cháu xin phép quay món ăn một chút được không? Làm kỷ niệm đó mà. Không có gì vấn đề gì đâu mà xấu gì đấy mà cháu quay thì mọi người Việt Nam mình sinh sống ở nước ngoài biết những cái chợ vùng cao thôi. Mà cháu người Cao Bằng đấy mà đấy. Các thanh niên đang ăn phở ở đây. Một số chắc nó hơi ngại mình không quay mặt đâu. Rồi. Các thanh niên cứ ăn đi. Đó. Xem nào. Phở ở đây có phở ba chỉ này. Cô ơi có phở ba chỉ nhỉ? Ba chỉ tim cật. Tim cật. Đấy, tim gan đấy, này ba chỉ một miếng thịt này. Đó. Lợn ở đây ít tăng trọng, miếng thịt lợn ở đây ngon đấy. Không có gà vịt à? Cô chú. À không làm ạ. À? À dạ dạ. À, những cái gian hàng, những cái lều này đơn giản nhỉ? Trông rất là nhiều khó không ạ? Nhiều khó khăn ạ. À. À như thế là được rồi, thế là hay rồi. Nhìn này mới thích. Đây còn nghèo thì không làm kiên cố được. Dạ vâng. Còn nhiều nơi nghèo lắm, nghèo hơn đây nha cô ạ. Vâng, bà bảo Lâm bán là còn nhiều khó khăn hơn cơ. Ừ, chúc cô chú bán, chúc cô chú, cho chúc cô chú bán được nhiều hàng nhá. Cháu đi chơi gian hàng bên này nào. Đây là gian hàng mặt bánh cuốn đi phải. Đây, các chị các cô. Đấy, xin nhắc lại với các bạn là bánh cuốn là một loại bánh rất đặc trưng của Cao Bằng. Họ hay làm vào buổi sáng và chủ yếu là ăn sáng thôi. Đấy, bánh cuốn Cao Bằng thì có nhân thịt này, mộc nhĩ, nấm hương, có thịt băm gì đấy, tùy từng nơi. Nhưng mà cơ bản là như thế. Đây đây, có nhân thịt băm. Mình sẽ vòng qua bên này một chút. Đó, đây, nồi nước canh này. Sôi sùng sục đây này. Đấy, có xương lợn gì đấy, trong này này. Đó, quay một chút, cô nhớ cháu xin phép quay một chút. Đó. Chị đang làm bánh ở đây, cô làm bánh ở đây. Bột thì bột gạo này. Đó, nhìn những chiếc bánh nó mỏng này trông rất là hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ạ. Đó. Bao nhiêu tiền một chiếc bánh à cô? 2.000 thôi. 2.000 một chiếc phải không ạ? Vâng, cô cứ làm tự nhiên nên để cháu quay một chút với. Cháu có clip video quay về cái quy trình làm bánh cuốn của các bạn rồi, nhưng mà tiện thể ở đây cháu quay thêm một chút. Đây, cho ít nhân thịt vào. Không có hành khô hay là hành khô đâu. Hành khô nhỉ? Ừ. Tùy từng nơi. Dạ, chỉ có nhân thịt thôi. Hành khô nè. Hành tươi đây nhỉ.
anh Tươi cho vào nước nước canh luôn đó. Xin phép quay các chị một chút nhá, quay làm kỷ niệm đây con sao và các cô các chị ăn tự nhiên đấy, mọi người đi chợ ăn sáng ở đây này, các cháu bé các chị đó, quay lướt lướt qua một chút thôi, không quay nhiều đâu, không các chị lại ngại lại ăn mất ngon đó. Được rồi, đây thôi đi khu vực khác các bạn nhá. Chào chúc cô đắt hàng cô nhá. Đó, bánh cuốn cao vàng các bạn ạ. Đấy. Tí Thành sẽ ăn một trong những ba quán này, đi đến đâu phải ăn thức ăn ở đó để mà gọi là chiêm nghiệm để biết đánh giá. Cháu chào cô ơi, cháu cho phép cháu quay quán mình một chút nhá, quay làm kỷ niệm thôi, quay để bạn bè, để Việt Kiều biết nhiều hơn về Cao Bằng mình ạ. Đó, đây các chú các anh đi chợ ăn phở ở đây. So với hai quán kia thì đây có món nào lạ hơn không? Vẫn thế thôi các bạn ạ, ba chỉ thôi nhở cô nhở, ba chỉ rán thôi. Thịt với thịt mông à? Mình cũng không có gà vịt đâu nhở. Không ai ăn thịt gà vịt à? Chỉ thịt mỗi thịt lợn thôi ạ. Thảo nào không thấy bán ở đây, thịt gà vịt bán ở đây. Đó. Ở đây, ở khu vực Bình có dân tộc gì nhiều? Ở Trương Lương này có Tài Nùng, Dao Mông, dạ, Mông có không? Đấy. Không nhầm Thành nhìn thấy một cô đeo cái khăn kia, chắc là cô người dân tộc Dao đấy các bạn ạ, dân tộc Dao đỏ, không nhầm như thế. Đó. Rồi. Chào chúc cô đặt hàng cô nhá. Một bát phở khoảng bao nhiêu tiền hả cô? 15-20 nghìn nhá. Dạ, vâng, chào chúc cô đặt hàng ạ. Đây. Lấy vòng sang bên này và đi theo hướng này. Tiếp tục quay cái góc chợ này để mà chia sẻ đến với các bạn về những cái mặt hàng đây. Em chào các chị. Chào chào cô ạ. Cho cháu quay mặt hàng một chút nhá. Đây, các chị đem những cái nông sản, sản vật của mình ra đây bán đây. Đó. Hình ảnh rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ạ. Đây, bắt đầu vào quay các bạn nhá. Đấy, chị bán gì nhiều hả? Rau cải chị nhỉ? Bao nhiêu tiền một bó chị ơi? Bó 5.000. 5.000 hả? Em xem một tí nhá, quay chia sẻ mình các bạn ạ. Các chị đem ra ba bó rau, bán rau cải 5.000 một bó thôi, tươi ngon. Đó, mình thì bán rau thôi phải không? Không bán gì thêm đâu đúng không? Các cô đang ở đây, các cô là người dân tộc Dao đỏ phải không? Cháu thấy cô đeo khăn ở đây là cháu nhận ra. Đấy, cháu chúc cô sức khỏe nhá, chúc chị bán đắt hàng nhá. Để cháu xem thêm một số mặt hàng nào, ngoài ra còn có rau bí này. Ở đây có rau, tiếng rau của mình gọi là rau gì hả cô? Rau rừng á? Rau ngót rừng các bạn ạ. Đúng rồi, rau ngót rừng. Đấy, rau ngót rừng ăn rất là ngọt vì cái cây này mọc tự nhiên ở trên rừng ấy, không thể trồng được. Đây, đến mùa của nó mọc chồi này mới nhặt được đem về bán này. Rất là non các bạn nhá, non và ngọt lắm, làm canh rất là ngọt luôn. Thầy chỉnh để máy quay nào thì nó hơi mờ. Đó. Đấy, rất là ngon ngọt. Cây này phải leo trèo lên bẻ hoặc là chặt cành xong mới ngắt đem về bán được các bạn nhá. Khá là nguy hiểm lúc thu hoạch đấy. Đấy, nó tự nhiên mà. Bằng này bao nhiêu tiền hả cô? Một mớ này ấy. 5.000 à? Dạ. Có cây đắng không ăn được mà đa số là cây ngọt. Đó. Ôi, cho cô đắt hàng. Tú thổ cầm đấy. Dân tộc Dao này. Đó, có rau bí này. Rau bí chắc 5.000 một bó này hả? À? Một mớ này hả? Ngoài ra có mướp ngọt, mướp đắng này. Đói, ở đây có một mấy mặt hàng đặc biệt, đó là quả rau da, rau rừng các bạn ạ. Của cô à? Của cô khác phải không? Các bạn ơi, cái rau rừng nhá, Thành sẽ xem một chút vì Thành có cái dịp để chia sẻ với bạn các bạn khá nhiều rồi. Đấy, một chùm rau rừng này chắc 5.000 gì đấy. 5-10 nghìn này đấy. Đó, rau này mọc tự nhiên ở trên rừng ấy. Cái cây này cũng mọc ở tự nhiên trên rừng các bạn ạ. Và đến mùa tháng bây giờ là tháng 6, tháng 7 âm lịch, quả nó chín và bà con lên rừng ngắt từng chùm về bán thôi. 50 nghìn một chùm đấy. Ăn ngọt, có hạt,
khá là to, thịt nó khá là dày và ăn rất là ngọt. Đó, đây là nông sản sản vật của bà con khai thác trên rừng đấy. Đây. Đấy, ngoài ra còn có nhãn à. Nhãn này khá là nhiều. Ồ, rất là đặc biệt các bạn ạ, rất là đặc biệt luôn. Đây. Có chuối này, cô bán một nải chuối thôi. Đó. Cô ngồi bán tự nhiên đi, cháu quay phim vui vẻ đó mà. Ngồi đi làm kỷ niệm được mà, không sao mà. Cháu quay làm cái hai cái đẹp thôi. Đó, các cô bán hàng ở đây khá là đông. Các cô, các chú này. Gừng nghệ. Đó. Đây. Có cà lê các bạn nhá. Có cà lê. Tí nữa Thành sẽ quay chi tiết hơn, giới thiệu được với các bạn. Đi lần lượt theo từng khu vực một. Đó, nải chuối nhá. Đấy, có một chị bán đúng một nải chuối thôi. Đấy. Hôm nay bán đúng một nải à cô? Một nải thôi. Hay là bán gần hết rồi? À gần hết. Cháu cứ nghĩ là bán một nải. Không ngại đâu mà. Nói chuyện vui vẻ mà. Vâng, chào cô ạ. Ngoài ra còn có gừng. Đó. Ôi, chúc các cô đặt hàng nha. Gừng bao tiền một cân hả cô? 25.000 một cân. Bao nhiêu ạ? 25.000 một cân. Cô bán gừng, trồng gừng nhiều một tí đem ra ngoài bán cho các công ty cô ạ. Thì mình kiếm được tiền đấy. Thì gừng có năm bán được nhiều mà nó cũng dễ trồng mà. Nhờ. Đấy, gừng này. Ngoài ra còn có mướp đắng à. Mướp đắng này quả hơi trắng trắng nhỉ. Đây là hàng của cô mua về á? Mua về. Có phở nhá, có mướp đắng, có cả thuốc lào. Đó, nhìn cái này Thành mới phát hiện ra rồi. Thành đi khá là nhiều chợ. Nhất là khu Thông Nông này, khu Tổng Cọt này, khu Nằm Nhúng Hà Quảng này. Các cô hay dùng cái món này nhiều lắm. Món này dùng nhiều không tốt cho sức khỏe cô ạ. Nhưng mà các cô từ trẻ rồi đúng không? Các thanh niên học cấp 3 có ai hội dùng không? Không. Các cô có, tức là tầm trung trung tuổi, ba mấy trở lên mới đi lấy chồng có con thì mới dùng phải không? Và cháu thấy con trai dùng nhiều nhưng mà các cô dùng. Vâng. Vâng. Cháu thấy các cô ở bên Tổng Cò đấy dùng nhiều quá, cháu thấy bất ngờ, con gái dùng nhiều quá. Thấy lạ, thấy hơi lạ. Đây con gái không dùng đâu đúng không? Vâng, bên Tổng Cò dùng nhiều quá. Ở đây dùng không tốt cho sức khỏe nhưng mà họ dùng theo phong trào hay sao ấy. Không nên dùng. Con gái không có đâu phải không? Dạ dạ. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn cô, cháu đi khám phá chợ phiên tiếp nào. Ở đây có kiệu các bạn ơi. Hạt đỗ này. Lạc, đỗ tương. Không phải đỗ tương đâu, hạt gì ấy, đỗ gì ấy. Đỗ leo thôi. Này. Kiệu. Thanh long. Thanh long đỏ à chị? Thanh long đỏ trồng ở đâu ạ? Gần nhà thuộc Trương Lương mình bao tiền một cân hả chị? 15.000 một cân á? Xem một tí nào. Cái loại này có loại này trắng phải không? Loại này loại đỏ, loại này loại trắng phải không? Ừ thì em lấy ủng hộ chị nào. Chị trình giúp em đi. Giúp em một tay đi. Không ngại đâu mà, em quay phim là người tốt, việc tốt mà. Ngại gì? Lên hình tí làm kỷ niệm thôi. Thế cho em cứ mấy loại 6 quả đi chị. Cứ nhặt cái tốt cho em một chút là được. Này. Như cái bị sâu này cháu không lấy nhá. Nó đục vào đây. Này. Ngọt quá nó có con kiến ăn hay sao ấy. Đây các bạn ơi. Thanh long đỏ. Chính xác là nhà mình trồng chứ? Nhà mình trồng thôi. Quả nhỏ nhỏ ngọt. Lấy cái loại này 3 quả nữa chị ạ. Vâng. Ồ, nó bị nó thủng thủng vào từng lỗ này nhỉ? Đấy, cái nào không thủng là được. Cái này mềm quá. Mềm quá. Đây, bạn này những thanh long rất là tươi. Chị cứ chọn cho em, vừa hết rồi phải không? Nhưng mà sao nó thủng thế này nhỉ? Nó chín quá. Thấy ngọt quá, con kiến bò vào phải không? Đấy, cân cho em tất cả bao nhiêu thì em trả tiền chị luôn. Này.
triệu 4. Tất cả bao nhiêu tiền hả chị? Cái này lúc nãy là cân 15.000. Cân 15, một cân là 15 nhờ. Còn 20.000 luôn. Rồi rồi, ok, bao nhiêu được mà. Đấy, chị đủ tiền em là được. Các bạn ơi, Thành chưa đi khám phá hết nha, video khá là dài rồi. Thành xin phép kết thúc video đầu tiên ở đây nhá. Tiếp Thành sẽ tiếp tục thực hiện video thứ hai để quay lên chia sẻ với các bạn nhá. Thành đang mua quả ủng hộ chị. Chị em cứ để ở đây nhá, sau tí em quay lại lấy nhá. Em đi quay phim khắp chợ ơi. Vâng, phải lấy tiền nhá. À, tí lấy tiền á? Bây giờ không. À vâng ạ. Ok ok ạ. Đây. Thành Long. Em để cái cặp đằng sau em ở đây mà nhờ được không? Tầm 15 phút em về lấy mà. Em thấy nặng quá. Máy móc, em có máy quay phim ở bên trong. Chị để ý giúp em một tí nhá. Chị chắc không đi đâu nhỉ, em để ở đây nhờ. Dạ, dạ, vâng ạ. Không mất đi đâu hết, người dân Cao Bằng mình hiền mà. Rồi, cảm ơn chị. Chỗ này rồi, em không bù lại chị gì cả đâu đúng không? Thế này đủ em cho vào đây đó. Rồi, chị cứ để túi quà ở đây nhá. Vâng, vâng. Dạ, vâng ạ, cảm ơn chị. Vâng. Các bạn đăng ký kênh YouTube của Thành, ủng hộ Thành nhé. Bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình. Sau đó bấm vào cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.